Thì ở cái phôi thai, chắc là chúc thì chúng ta có giai đoạn bắt đầu hình thành cái thần kinh. Kinh thì chúng ta sẽ có bắt đầu chỉ có ống và cái nhánh của đường dựa trong một đầu của thai. Sau 6 tuần thì nó sẽ có hình thành một cái khe của dạ rãnh giác bằng cầu, khe rãnh giác bằng cầu thì hình thành bằng cầu não. Đến giai đoạn mà có các tiền chức neuron, nó hình phát sinh ra tiền chức neuron thì giai đoạn tăng trưởng thì từ 6 đến 16 tuần thì nó hình thành các cái vùng dưới não thất và não thất. Đến giai đoạn hình thành trẻ trai từ gối cho đến lồi thì nó từ 11 tuần đến 20 tuần. Thì giai đoạn 5 là giai đoạn di truyền neuron, thì các cái neuron nó sẽ di chuyển từ não thân mang não thất đi ra phía một não, hình thành 6 lớp tấn bột là trong vòng từ 6 đến 20 tuần. Lúc đó não hình thành ra cái não hình thành đầy đủ về các cái cấu trúc. Như vậy chúng ta sẽ thấy từ 20 tuần đến 28 tuần cho đến mới sinh thì hình ảnh nó liên quan tới các cấu trúc hoàn thiện về các cái cấu trúc của não. Tuy nhiên thì hệ thống myelin hóa nó cũng chưa hoàn tất, cho đến mãi tới 2 năm sau nó mới hoàn tất toàn bộ quá trình myelin hóa. Và như vậy thì một việc tương tương với mỗi tuổi cung thai chúng ta có từ 3 đến 1 tuần, thì với cái phần phía phần lưng thì hình thành phần lưng thì chúng ta sẽ có các dị dạng là não nước, như là không có cái mô não thì anencephaly, rồi các thoát vị não, rồi dị dạng Chiari 2. Nên là 8 tuần thì hình thành phần bụng thì chúng ta có các cái nang lỗ não, các cái loạt sàn bỏ bắt trong suốt thì thần kinh và các kém phát triển viễn yên, các dị dạng ở hồ sau. Từ 2 đến 5 tháng liên quan tới giai đoạn tăng trưởng neuron thì chúng ta có các tật não nhỏ, não lớn, lớn não một nửa bán cầu, rồi các hội chứng thần kinh da gọi là phacomatosis. Đến giai đoạn 2 đến 5 tháng thì các cái neuron bắt đầu di trú thì chúng ta có các bất thường di trú neuron, đó là các cái cerebellum, tức là tật nứt não, lissencephaly tức là tật não láng, rồi các tổ chức xám, rồi các tật đa hồi não nhỏ polymicrogyria. 6 tháng đến sau sinh và người lớn thì các rối loạn liên quan tới trưởng thành, loạn nhiễm myelin, các rối loạn về chuyển hóa nhiễm độc, các rối loạn hủy nhu mô não. Với cái cộng từ thì so với CT, dĩ nhiên đây là cộng từ nó sẽ ưu thế hơn hẳn CT trong phần các bất thường cấu trúc kín đáo và độ nhạy cao hơn, hiệu cao hơn, độ phân giải không gian tốt hơn, tạo được nhiều mặt phẳng và không dùng xạ dung hóa, nhất là ở trẻ em chúng ta chụp. Về cái protocol chụp thì như một con thường quy thì chúng ta cần phải xem xét cái hình ảnh tử và cái hướng cắt, độ dài lớp cắt và chiều sâu. Thì các chiều sâu pha le và T2 thì đánh giá bất thường tín hiệu và phù hợp là đánh giá cấu trúc não. Về chiều sâu phục hồi đảo chiều T1 thì cho độ phân giải chất xám trắng. Thì hiện nay cái chiều sâu này cũng ít sử dụng bởi lẽ chúng ta đã có kỹ thuật T1 3D Gravico. Kỹ thuật này nó giúp chúng ta độ tại tòa độ tương phản chất xám chất trắng rất là rõ và cái độ dày là cắt mỏng khoảng 1 ly. Như vậy chúng ta có thể đánh giá những cấu bất thường cấu trúc kín đáo của chất xám. Các chỉ số mở hồ sau thì cũng như tổng quát thì chúng ta có cũng phải bổ sung các một số các cái chuỗi sống về DTI. Thì DTI là một cái chuỗi sống gọi là hình ảnh khuếch tán theo hướng, thì nó đánh giá các cái toàn vẹn của vi cấu trúc chất trắng, nó nhận diện các bó chất trắng. Và mục tiêu chúng ta chọn đánh giá xem xét các bó chất trắng ở nào. Chuỗi sống xịt 3D nó cũng giúp chúng ta đánh giá các cái lá tiểu não, là các thần kinh sọ, não thất và các cái lỗ. Chuỗi sống SWI thì nó nhận diện các cái sản phẩm của máu, các cái xuất huyết, rồi các cái đồng vôi và các cái lắng động sắc. Như vậy với cái bộ trên liều nói chung, liều chung thì chúng ta sử dụng mặt phẳng trong bức thường bục sinh thì chúng ta chụp mặt phẳng nguyên thủy là mặt phẳng cyto T1 3D MPJ hoặc là hồi đảo chiều T1 có đẳng hướng, thì cái này nó như bữa trước đã giới thiệu các cái sông rồi.
Thì nói chung nó là một dòng các chuỗi súng 3D Grand Eco, và một cái súng có thể dùng được súng 3D Spinnaco, hoặc là chúng ta sẽ đánh giá những cái bức thường cấu trúc ở phía liên quan tới cái thành não thức, các cái axon của năng T2 và DDI bừng. Thì đây là một cái kỹ thuật trên một 3D MRI, thì chúng ta sẽ thấy nó có sự tương phản rất rõ giữa phân biệt chất sẵn trắng rất rõ và độ dày là cắt rất mỏng, và chúng ta có thể tái tạo được nhiều mặt phẳng theo ý thích. Để tiếp cận theo hướng các vị trí thì chúng ta xem xét các tầng dưới lều, thì cấu trúc trên đường giữa thì chúng ta xem xét ở mặt phẳng xoay tô trên để trên lều cũng mặt phẳng xoay tô để đánh giá thể chai, đánh giá axon, đánh giá cái hồi não chất trắng 3D T1, đánh giá vỏ não và chất trắng quanh não thức và dưới vỏ. Nhắc lại một tí về cái cấu trúc giải phẫu của các cái dữ liệu, thì chúng ta cần lưu ý một điểm. Thứ nhất là cái độ chiều cao của cái cầu não, độ dài của cái cầu não theo trục thân não này thì nó gấp đôi chiều cao của hành não và gấp đôi chiều cao của não giữa là cụm não. Và chúng ta sẽ xem xét các cái đây là rãnh lá vỏ não, gọi là rãnh não nguyên thủy của bản cầu tiểu não. Không có rãnh, chúng ta xem xét các cái cuốn tiểu não, thì các cuốn này nó nối kết giữa các cái tiểu não và thân cục thân não. Thì chúng ta có cuốn tiểu não trên, cuốn tiểu não giữa là nối giữa cái tiểu não với cầu não. Cuốn tiểu não trên thì nối cái phần cuốn não với tiểu não. Cuốn tiểu não đây là cuốn tiểu não cuốn tiểu não dưới, thì chúng ta sẽ nối bằng hành não với cái bằng cầu tiểu não. trên ảnh thứ hai này chúng ta xem xét một số cái cấu trúc hướng chạy của cái nhớ là hướng chạy của các cái bong của cái bả lá bằng cầu lá não bằng cầu tiểu não, nó hướng chạy về phía này và nó có hai bên là các cái nhúng não, hai bên là nhúng não ở phía mặt trước ở góc cầu tiểu não. Cái đây là rạch lá vỏ não nguyên thủy. Với kỹ thuật DDI giúp chúng ta đánh giá các bó chất trắng, và chúng ta sẽ xem xét thứ nhất là các cái bó màu xanh blue, thì nó cho phép chúng ta đang nhìn tục theo hướng từ trên xuống, nó sẽ nhìn thấy các cái bó của bó vỏ gai là bó lớn nhất, tức là bó tháp, bó ngang phía cái cầu não, tức bó từ tiểu não giữa bó màu xanh này đến ngang từ cầu não nối kết với tiểu não. Bởi có các cái bó của ở cuốn não cũng vậy, chúng ta có cả một số bó để chúng ta phân định giữa cái cấu trúc giữa cái các cái nhân răng nhân đỏ với chất đen tiểu não với bên của cuốn não, và hai bên chính là bó mép ngoài là bó vỏ gai. Về cái dị dạng ở hồ sau thì chúng ta có 5 cái nhóm mà chúng ta cần đánh giá. Thứ nhất là dị dạng Thierry, thứ hai là các dị dạng não giữa, não ở phía não giữa, tức là cấu trúc của não giữa. Thứ ba là chúng ta các cái dị dạng về quá phát triển của tiểu não, và thứ tư là dị dạng nang ở tiểu não, và các cái bất sản giảm sản và loạn sản của tiểu não. Ở trên đường giữa mặt phẳng xoay tô chúng ta xem xét các bất thường nói chung, thì nó bao gồm các cái dị dạng Thierry 1, Thierry 2, các dị dạng Denny Walker, rồi lồng bể lớn, hội chứng Joubert và thực tiễn đàn não, thì tương ứng với các cái ví dụ này cho 5 cái nhóm bất thường của hồ sau. Với dị dạng Thierry thì có 3 cái nguyên nhân. Thứ nhất là các cái tật ở đáy sọ, như vậy cái xương bằng vuông nó có thể bị ngắn đi hoặc là nó nằm hơi bị theo chiều ngang trước sau, và cái người ta liên quan tới cái gọi là cái bằng lề chống cổ nó bị bất thường. Rồi bằng lề chống cổ khác đó là cái phân đoạn bất thường, thì chúng ta có thể dính các đột sủng cổ trong hội chứng Klippenfeld, các cái nó đồng hóa đột, tức đột sủng đồi trục xương chậm, tức là nó dính một phần hoặc dính hoàn toàn của đột trục với xương chậm. Thứ ba là cái hộp sọ nó nhỏ, thì nó dày cái bằng sọ và hẹp sọ, và các cái sinh não ung thủy. Thì đó là các nguyên nhân đã chúng ta thấy cái biến dạng bất thường của cái xương bằng vuông, trục xương bằng vuông, thì có dạng hành nhân đi xuống thấp qua lỗ chậm này,
và đây là bức tường dính bẩm sinh của cuộc sống, rồi dày bằng sọ sau làm cho hố sọ sau nó nhỏ đi. Như vậy thì một cái đặc điểm của cái chính của hình ảnh Thierry 1 thì chúng ta nhớ là xem xét cái hố sọ sau thường nó nhỏ đi. Đặc thứ hai là hành nhân tiểu não nó đi xuống thấp quá cái lỗ chồng, và chúng ta đo bằng cách chúng ta nối phần thấp nhất của cái phần nền xương chồng, tức là và phần thấp phía sau của phần sau của xương chồng nối lại, rồi đo cái chiều xuống thấp của cái hành nhân. Và hành nhân của trong cái đặc Thierry 1 thường có cái hình giống như cái chốt cửa và lớn hơn 5 ly, cái xuống thấp lớn hơn 5 ly. Và chúng ta thấy một cái nữa là nó xóa cái khoáng dịch nội tùy ở đi là cắt đi ngang qua cái hành não. Một cái đặc điểm hình ảnh thứ ba đó chính là rồng tụy nó chiếm từng trong 30-70% trường hợp nó có cái não ung thủy thì khoảng 10% trong dị dạng Thierry 1. Ở đây chúng ta thấy ví dụ thì chúng ta cũng cần nhớ thêm một tính, tức là cái tuổi thì ở từ 5-15 tuổi thì cái thằng hành nhân nó xuống phải là trên 6 ly, trong khi trên 15 tuổi thì trên 5 ly được rồi. Bức thường đây là cái chốt cửa. Về dạng Thierry thì nữ nhiều hơn nam, thì lâm sàng thì có những cái có thể đau đầu, đau cổ, thức đều tiểu tiện dạng đi bất thường. Đôi lúc có một số trường hợp đi kèm theo các triệu chứng là như là đau dây kinh năm, hoặc là các triệu chứng đi kèm của rồng tụy là nó có thể là rối loạn cảm giác sâu. Một số triệu chứng liên quan tới não ung thủy. Như vậy cái lỗ chồng nó bị chật hẹp và khoa điều trị nhỏ và không có. Ở đây chúng ta thấy đem vài và ví dụ đôi lúc chúng ta sẽ gặp một dạng Thierry với hành nhân nó xuống bất xứng, tức là một bên hành nhân nó xuống nhiều, bên nhiều hơn bên ít, một bên xuống thấp ít hơn. Với Thierry 2 thì còn gọi là Acno Thierry là cái tức là một cái tập hợp phức tạp các cái bất thường liên quan đến tiểu não, cả đại não và tủy sống. Thì hầu hết các bệnh nhân thì nó đi kèm với các cái thoát vị tụy mang tụy lúc sinh, có cái não ung thủy và chúng ta cần phải dừng lưu dịch não tụy. Khi mà có một cái menu thoát vị mang não tụy mà ở vùng chỗ nối sọ cổ thì cũng chắc là xem như là Thierry 3 chứ không phải Thierry 2. Thì chúng ta cũng biết đôi lúc người ta cũng có phân cái Thierry 0, tức là cái họ hành nhân có xuống những hố sọ bình thường và hố sọ sau thì không có nhỏ đi bình thường, người ta xếp vào nhóm Thierry 0. Với Thierry 2 thì ngoài cái đặc điểm của cái hành nhân xuống, chúng ta có cái đặc điểm đầu tiên về luôn luôn khi ở bệnh nhân bất thường Thierry 2 chúng ta phải kiểm tra toàn bộ cái ống sống, thì chúng ta có thoát vị tụy mang tụy ở vùng cụ. Chúng ta có một cái hành nhân đi xuống nhưng không chỉ là hành nhân mà còn cái phần thủy dung cùng với cái hành não nó phải đi, nó bị uốn vặn và có phải đi xuống qua lỗ chồng. Một cái phần hồ sáo chật hẹp trên cái phần tiểu não nó có bị đẩy lên hướng lên thành giống như cái tháp, nó đẩy hướng lên phía trên. Rồi dấu nữa là cái màng mái có hình mỏ chim, cái màng mái nó bị biến dạng thành hình mỏ chim. Đi kèm cái loạn sản đó là chúng ta có cái loạn sản của thể chai, cũng như là cái có một cái khối trung gian ở phía bên ở phía là nó kêu gọi là khối ở vùng ở não giữa, trung não thì có một cái khối trung gian lớn hơn bình thường. Đó tất cả những đặc điểm chung của cái Thierry 2. Như vậy đây một ví dụ cho thấy cái màng mái não thất của hình mỏ chim. Đây một cái trường hợp khác của dạng Thierry 2. Với Thierry 3 thì chúng ta có cả Thierry 2 cộng thêm với một cái tật nứt hở cái ống sống cổ phía sau là gọi là spina bifida, và đi kèm theo cả cái thoát vị tụy mang tụy ở cổ cao hoặc là vùng chấm thấp. Thì Thierry cũng là hiếm gặp, ở đây chúng ta có một cái biến bất thường của cái có cái bức sản giảm một bán cầu tiểu não một bên nữa đi kèm. Đây gọi là nó bị tật hở đột sống và cái Thierry 3 này cũng như là một cái một cái dị dạng kế tiếp là các nhóm dị dạng nam của hồ sau.
Thì trong đó dị dạng não hồi sau mà chúng ta hay được biết đó là dị dạng Dandy Walker. Thì đây có được định nghĩa là phải là ít bức sản, có ba vấn đề. Thứ nhất là bức sản thùy dung một phần hoặc hoàn toàn. Cái thứ hai là não tư giãn dạng nam. Cái thứ ba là hồ sau nó lớn và đẩy cái lệch xuân ngang lên và liều tiểu não và hồi lưu hemoglobin đẩy lên trên cao. Đó là ba đặc điểm của cái Dandy Walker. Như vậy nếu các chúng ta thấy đầu tiên là có một cái khối nang ở phía sau tiểu não và khối này nó thông với cái nang ở não thứ tư ở phía theo đường phía dưới. Cái hồ sau nó lớn và hồi lưu hemoglobin nâng lên cao. Cái thùy dung nó giảm xạ thùy dung dưới và nâng cao và xoáy cái thùy dung trên theo chiều hướng chiều ngược chiều kim đồng hồ. Tiểu não thì nó bị giạt ra ngoài và đẩy lên trên, tuy nhiên hình vẫn còn bình thường, không có cái giảm xạ. Trước đây thì người ta có một số cái từ danh từ mà chúng ta cần phải thuật ngữ, chúng ta thấy đó là người ta dùng thêm một nhóm là biến thể Dandy Walker hoặc là phức hợp Dandy Walker theo ba COVID. Thì cái ngày nay thì người ta thấy rằng nó không còn, không nên, họ không còn sử dụng cái từ đó nữa, và hiện nay chúng ta chỉ sử dụng một dị dạng, một từ mục là dị dạng Dandy Walker mà thôi. Còn những cái biến thể Dandy Walker phức, Dandy Walker chúng ta sẽ mô tả theo từng chi tiết giải phẫu, thì đa phần nó chỉ là một cái dạng sản toàn bộ thùy dung tiểu não hoặc thùy dung dưới, thì gọi là những cái dạng biến thể Dandy Walker hoặc phức hợp Dandy Walker. Thì người ta không dùng nữa, và bây giờ người ta sẽ thấy nó không có tính chất đặc hiệu và có thể bị dễ bị lẫn lộn, cho nên người ta mới bỏ cái danh từ danh biến thể Dandy Walker cũng như là cái phức hợp Dandy Walker. Như đây là một cái ví dụ để chúng ta thấy những cái hồi nãy chúng ta đã nói, thì có não ung thủy, có đi kèm giảm sản thể chai, có thể có những đi kèm các cái tật đa hồi não nhỏ 90% hoặc là tuổi sáng. Đây là hình ảnh của một cái dạng Dandy Walker kinh điển với một cái nám của hồ sáu rập rùng và não thứ tư, và thông thường với cái giảm sản của thùy dung dưới ở đây thì thùy dung bình thường. Một cái nám kế tiếp mà chúng ta cần phải lưu ý, nhiều khi nó cũng dùng dũng với cái nám Dandy Walker, thì cái nám Tuberculosis này là một cái nám mà do là không có một cái lỗ thông ở cái túi bắc ke và không thông thường như từ dựng tới một cái hình nám này. Nó không thông thường bởi não thứ tư với phân nhện, cho nên não tư nó giãn tạo thành một cái nang, và người ta còn giãn não tư người ta gọi là não ung thủ kiểu não thứ tư. Và nhưng cái khác biệt với cái Dandy Walker là cái tiểu não có hình dạng và kích thước bình thường, cũng giống như Dandy Walker tiểu não bình thường. Tuy nhiên cái nó có một cái quan trọng mà để chúng ta còn phải biết được là nó có một cái hình ảnh của đám rồi mạch mạc sau hình ảnh tiếp trước, thì nó bị đẩy xuống dưới thùy dung dọc theo mặt được trên của nang, tức là chúng ta sẽ có hai phần nang, một cái thành phần túi nang của cái túi nang túi của Black bởi kỹ thông bởi kỹ phần nang của não thứ tư đi kèm bởi cái đám rồi mạch mạc của nó bị đẩy xuống dưới. Thì nó hay hình thành cái não ung thủy và tật não lớn ở thời kỳ sinh, tuy nhiên sau đó nó diễn tiến nó tốt hơn thì nó dần dần nó sẽ giảm đi. Một cái nang khác là nang màng nhện, thì chúng ta biết rằng ở hồ sau thì nó có những vị trí khác nhau. Thứ nhất là nằm ở sau tiểu não là cần phải chẩn đoán phân biệt với cấu trúc các cái rụng bệnh lớn vân vân. Rồi cái nang ở nằm phía trên thùy dung, rồi cái nang ở góc cầu tiểu não. Rồi mặt nang ở mặt thực thân não. Thì đặc điểm của trục lâm cái nang từ tín ngoài trục tín hiệu tương đương dịch não tủy, và nó không có thông thương với khoang dịch não tủy, có thể có hiệu ứng chọn chỗ và nó chèn ép được, đặc biệt là hộp xương phía sau tiểu não, thì nó gây mòn xương chậm, vượt mòn xương chậm, gọi là tái tạo khuôn ở xương chậm. Một cái chúng ta dễ bị nhầm lẫn với
phân biệt với cái nắng măng nhện, đó chính là rồng bể lớn thì nó cũng có một cái khoảng dịch rồng ở phía sau tiểu não. Tuy nhiên chúng ta cần biết rằng một tiêu chuẩn để chẩn đoán cái rồng bể lớn này chính là khi chúng ta lấy hình mặt phẳng sa tan trên đường dựa, chúng ta đo đường cao nhất của nó thì phải ít nhất phải là trên trên 10 ly. Thứ hai là ở cái phía sau này chúng ta phải tìm được các cái vách. Cái vách này là một rất là quan trọng để giúp chúng ta chẩn đoán cái này không phải là nám măng nhện. Và cái này chúng ta hay bị nhầm lẫn và đọc thành nám măng nhện, nhưng thực sự đây là rồng bể lớn và nó thường là không có hiệu ứng choáng chỗ hoặc ít hiệu ứng choáng chỗ, và cái tiểu não thì bình thường và nó có thông thường về não thứ tư. Thì đây là một số cái đặc điểm để chúng ta nhận diện cái rồng bể lớn. Đây là rồng bể lớn, rồng bể lớn thủy dung bình thường. Đây tất cả có cái phần vách và phần rồng bể lớn. Như vậy đây là một cái bảng để giúp chúng ta có thể phân biệt các cái cấu trúc nang ở hồ sau. Hồ sau thì chúng ta có là đầu tiên là dễ dàng đến đi vô cơ, thì chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rằng bởi cái các dị dạng thì có các dị dạng như là đến đi vô cơ, giảm sản thủy dung dưới, rồi cái nang túi blood, rồi rồng bể lớn và nang màng nhện hồ sau. Thì đặc biệt chúng ta cần nhớ dị dạng đen đi vô cơ và giảm sản thủy dung dưới thì đều có chung cái giảm sản thủy dung, đặc biệt là thủy dung dưới. Cho nên trước đây cái giảm sản thủy dung dưới đơn độc cũng được xếp vào biến thể đen đi vô cơ là vậy. Về cái về não thứ tư thì chúng ta có cái dị dạng đen đi vô cơ là lớn, rồi giảm sản thủy dung dưới cũng lớn, và cái nang túi blood thì cũng là tư lớn là đặc điểm. Hồ sau thì chúng ta rất quan tâm cái hồ sau quan trọng, bởi vì trong đen đi vô cơ là hồ sau lớn là quan trọng nhất, trong khi cái rồng bể lớn thì thường ít khi gặp cái hồ sau lớn, còn lại các cái bức dạng nang khác thì nó bình thường, hồ sau bình thường. Về não ung thư thì phần lớn của đen đi vô cơ thì có lớn, trong khi và một cái nám tụ bạch lạc thì luôn luôn thường có não ung thư, rồi trong cái nám mình hiểu sau thì có thể có hay không có tùy. Còn lại thì giảm sản thủy dung đơn độc thì không có. Mòn xương chậm thì liên quan tới hiệu ứng choáng chỗ, thì chúng ta sẽ thấy chủ yếu nó nằm ở nám mình nhện và một phần nhỏ ở có thể xảy ra ở rồng bể lớn. Cho nên rồng bể lớn nam nhìn là cần chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt. Thì hiện nay với cái kỹ thuật chụp đo dòng chảy dịch não tủy như kỹ thuật PC, chúng ta có thể đo được cái dòng chảy bên trong của dịch não tủy, thì chúng ta sẽ chứng minh được với cái nam nhìn hồ sau thì thường không có thông thương với cái khoang dịch não tủy trên đường dòng chảy, trong khi cái rồng bể lớn thì thông thường. Cái đó là một cách để chúng ta chẩn đoán phân biệt một cách dễ dàng. Trước đây chúng ta có thể phải bơm thuốc cản quang đi vào trong khoang dịch não tủy để chúng ta chẩn đoán phân biệt. Một cái nhóm kế tiếp liên quan tới tiểu não đó là loạn sản và giảm sản tiểu não, thì chúng ta có cái chia ra bụng. Thì thường chia ra bụng bệnh nhân chúng ta không có được trên hình ảnh, bởi bệnh nhân thường chết khi sau sinh và nó khó đó có được cái hình ảnh để chúng ta xem. Thường chia ra bụng chẩn đoán trong cái siêu âm sơ bào thai. Cái hội chứng Joubert và cái tật dính trạm não và cái bệnh lẹt mắt đục lót thì đây là một cái loạn sản của vỏ tiểu não. Và hội chứng Joubert thì chúng ta có cái gì, là chúng ta có hình số 7 của não thứ tư, tạo ra hình số 7, bởi vì cái này là một cái giảm sản của thủy dung, nó đi làm cho chúng ta thấy cái não thứ tư nó bị biến dạng thành hình cảnh giới, vì cái thủy dung nó bị bức sản và như gần hai bản cầu não nó gần sát lại với nhau, thì cái giảm sản thủy dung dưới đơn độc thì nó là chỉ có là giảm sản thủy dưới và làm rùng quang dịch sau thôi, trong khi cái hội chứng Joubert thì nó mất bức sản luôn cái thủy dung, và như vậy thì hai bản cầu nó xích lại, tiểu não sạc lại nhau, chúng ta không tìm thấy thủy dung. Và như vậy là thứ nhất chúng ta có hình ảnh biến dạng não thứ tư theo hình cảnh giới, thứ hai là biến dạng cái cuộn não bởi cái phần phía sau của cuộn não nó bị kéo dài ra,
bà làm thế nào giữa nó có hình ảnh của một cái chiếc răng, hình ảnh răng cối hay là hình ảnh răng khôn. Dấu hiệu này rất là đặc trưng trong cái hội chứng Joubert, bởi vì là cái thùy dung nó không còn, nó kéo cái cuộn não dài ra. Ở đây một ví dụ khác, cái hội chứng Joubert, hình ảnh răng cối. Ảnh số 7 ở trên mặt phẳng Shaitan, số 7 tức là cái màng mái này, bởi não tư là phía này nó tạo ra hình ảnh số 7. Một cái dạng khác là gọi là dính chảo não, có nghĩa rằng là không có thùy dung và hai bán cầu tiểu não nó dính thành một khối, tức là chúng ta chỉ có một bán cầu tiểu não mà thôi, không còn phân tách hai bán cầu tiểu não riêng biệt mà chỉ có một bán cầu tiểu não. Một cái đây hình ảnh này chúng ta thấy là như vậy, với cái tật dính động não này thì chúng ta sẽ có mấy, đây là ở trường hợp này chúng ta có một cái nào, một bằng cơ tiểu não, thì lúc đó cái hình ảnh của cái nó thứ tư nó ra biến dạng thành cái hình hộp, như là của cái hình hoặc là cái hình của cái viên kim cương. Và ở đây trường hợp này chúng ta có đi kèm với cái phần là hành nhân đi xuống xuống dưới lỗ chân. Một cái nhóm nữa là loạn xạ của tiểu não, thì cái trước đấy cái này cũng cũng có thể người ta cũng có trường hợp là gọi là u dạng u loạn xạ của tiểu não. Thì có hình ảnh là nó là một cái tổn thương tiểu dạng khối có bất thường tín hiệu, tuy nhiên nó cũng có những cái cấu trúc dạng lá của tiểu não ở bên trong, dạng phiến phiến lá của cái tiểu não chúng ta thấy được. Đây là một cái tiểu não bị loạn xạ, vỏ tiểu não bị loạn xạ. Đây một ví dụ khác. Chúng ta cố tìm thì hình ảnh nhìn qua mà nếu không để ý thì nhiều khi cũng giống như một cái nhồi máu não, tuy nhiên nó khác biệt với nhồi máu não là nó có cái phần tục bảo tồn cái rãnh này, nhưng mà cái rãnh nó sẽ có bất thường, thứ hai là có hiệu ứng chọn chỗ, nó khác với cái nhồi máu não bình thường. Hiệu chọn chỗ ở đây trường hợp này nó đi kèm với hành nhân đi xuống và rộng tụy nữa. Như vậy tổng lại chúng ta có hộp sau có các chỉ dạng chia ri một, chia ri hai, đây là cái thứ nhất. Hộp sau cấu trúc dạng nang thì chúng ta có Danny Walker, và thứ hai là nang tử blast, rồi thứ ba là rụng bể lớn, và thứ tư là đây là hình ảnh bình thường để chúng ta đối chiếu. Về liên quan tới cái loại bức sản dạng sản và loạn sản của cái tiểu não thì chúng ta có hội chứng Joubert với cái bức sản của thùy dung. Thì có hình ảnh số 7 trên hình sai tang và hình ảnh răng cuối trên hình axian. Ở cái dính tạm não thì nói chung đơn giản là cái dính tạm não là cái tiểu não nó dính thành một một khối là một tiểu não rồi bình thường. Bởi cấu trúc trên lều thì chúng ta có đầu tiên chúng ta xem xét các bức thường đường dựa thì liên quan tới thể chai, bức sản thể chai, giảm sản thể chai và một cái tật người ta gọi là tật holoprosencephaly, tức là bức thường của cái phân tách của não trước, bức thường phân tách não trước. Đó. Thì đầu tiên bức sản thể chai thì chúng ta dễ nhận thấy bởi mặt sản sai toan thì quá dễ chẩn đoán thì nó không có cái thể chai. Thì ở đây là chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh trên mặt axon thì các cái bó prop nó bị mất đi, tức là bó liên hợp của phía qua phía lồi thể chai của thể chai nó bị mất, kiểu các cái bó này thì chúng có sự liên lạc giữa hai bàn cầu và làm cho cái não sân trãng nó bị xẹp lại, trong khi sân chậm thì nó rộng ra, tạo hình ảnh như chiếc xe đua thể thức một, hình ảnh chiếc xe đua thể thức một. Và ở mặt phẳng corona thì chúng ta sẽ thấy nó xẹp cái sân trãng theo kiểu là giống như hình ảnh cái sân sân trâu sân bò, hay còn hình ảnh của cái mũ của chiến binh Viking. Đây cả một số các ví dụ về hình ảnh của ấy, mũ của sân trâu, hình ảnh trên sa tăng thì dễ chẩn đoán rồi. Và thì thường có thể nó đi kèm các cái bức bức thường đường dựa khác như là các cái lipoma vân vân. Đấy, một số trường hợp là bức sản gần hoàn toàn thì chúng ta cần nhớ là cái thể chai mà đã bị
thì nó phải bị hình thành trẻ trai, thì hình thành từ lồi, từ gối qua lồi. Nhưng khi bất sản thì nó giảm sản thì nó đi từ lồi đi về phía cái gối. Các liên quan của bất sản thể trai thì bao gồm có dị dạng Chiari 2, các cái Dandy Walker, các cái nang rãnh da mẩn cầu, thì các dị dạng vỏ não và các cái thoát vị não và các bất thường mạch ở đường giữa. À, đây có một cái bất giảm sản thể trai nó hay cũng hay đi kèm với các cái lipoma đường giữa. Thì lipoma này có những cái nhóm là lipoma dạng đường phía ôm quanh thể trai, hoặc là lipoma nằm ở trên cái đường giữa của thể trai luôn. À, ở đây đó một số trường hợp nó nằm ở phía, đa phần nó tập trung ở lồi thể trai. Thì chúng ta với cái chẩn đoán này thì chúng ta chỉ nhớ là chúng ta chụp T1 không phát sát, rồi sau đó này chúng ta chứng minh mở thì chúng ta chụp một sống có phát sát thì chúng ta sẽ chứng minh đó là mở. Còn CT thì chúng ta cẩn thận, bởi vì chỉnh cửa sổ không dùng thì không đúng thì nó dùng với khí. Nhiều khi một số trường hợp chấn thương sọ não vào mà có những cái các cái mở trong nội sọ như là mở lipoma thể trai này, chúng ta dễ nhầm với tụ khí nội sọ nếu chúng ta chỉnh sai cái cửa sổ trên hình CT, cửa sổ mô mềm. Đây là hình ảnh của mở thể trai. Cái nhóm nữa là cái mở, vì khi mở này nó nằm dạng nhóm lipoma đường giữa ở phía thể trai đi, thì thường cái lipoma cấu trúc đường giữa này là thường đi kèm luôn với cái bức sản hoặc giảm sản thể trai. Ở đây thì hình có thể dùng như một cái con rùa hoặc là như một con mực. Dạng khác là cái bức thường đường giữa của não trước thì do không có sự phân tách hoàn toàn, tức là nói chung trong quá trình của bào thai thì hai quả cầu đại não sẽ phải được phân tách ra và nó sẽ giao thông qua các cái lá măng cứng, đồng thời giao tiếp nhau thông qua cái thể trai. Thì khi ở cái phía phần não trước này nó không có sự phân tách thì người ta gọi là holoprosencephaly. Thì một cái nhóm đi kèm đó là đôi lúc có cái sự không phân tách, không có vách trong suốt đi kèm với loạn sản cái vách trong suốt, và như ta gọi là loạn sản vách trong suốt thần kinh thị, gọi là septo-optic hay còn gọi là hội chứng de Moschel. À, và thần kinh như vậy thì chúng ta phải đi kèm theo cái thần kinh thị hai bên nó bị teo nhỏ. À, đây là một cái dạng nhẹ của holoprosencephaly. Trong holoprosencephaly kinh điển thì người ta chia ra ba loại. Loại nhất là Alloba holoprosencephaly, tức là loại tất cả là không tách phân tách toàn bộ của phân khí hai bằng cầu này nào, phân tách toàn bộ. Thứ hai là semilobe là phân tách một phần, là bán phân, và một cái thứ ba là phân tách ở một cái một thùy thùy não. Đầu tiên cái Alloba holoprosencephaly tức là chúng ta thấy rằng cái não nó chỉ còn một não thức, tức hai bán cầu nó không phân tách ra và chỉ có trong cái khối ở trong não chỉ còn một cái não thức, người ta gọi là hai bán cầu dính hoàn toàn, và một não thức duy nhất người ta gọi là dấu hiệu bánh bánh kép, não bánh kép đó, một não thức duy nhất. Khi mà nó phân tách một phần rồi thì chúng ta sẽ có là cái lúc đó người ta gọi là semiloma, thì ở chỗ nó sẽ có dính và dính thì như vậy chúng ta sẽ có cái phần trước thể trai nó không không có phần trước thể trai, và như vậy thì nó dính thành một khối của hai bán cầu ở phía phía trước. Tức là lúc đó thì chúng ta cần lưu ý khác biệt với cái aloba hoặc là loba thì là cái gì, thì nó có bên bắt đầu hình thành có một cái não thứ ba bên cạnh một cái hai một não thứ bên và một có thêm một não thứ ba. À, và như vậy đôi thì đã có sự phân tách một thân nên nên chúng ta mới thấy được một cái não thứ ba ở đây. Đây hình ảnh cắt ngang cho thấy thì ở đây chúng ta thấy bắt đầu hình thành một phần của não thứ ba và hai, đôi thì đã có phân tách một phần, còn lại phần não còn lại ở phía trước thì dính hoàn toàn, ở phía sau nó được phân tách phía sau được rồi. Ở đây một cái cá khác để chúng ta thấy thêm là cái hình ảnh của semiloma, bởi vì dính ở phía trước có hình thành của não thứ ba một phần và sừng sừng chậm. À, đây một cá khác, ở đây chúng ta có một cái của cái dính ở phía trước
có 153. Dạng kế tiếp là dạng tức là chỉ có cái nó dính ở phía thủy trạng phía trước thôi, là hai hai thủy trạng nó không tách ra khỏi, thì chúng ta có lobe holoprosencephaly, đây là dạng nhẹ hơn. Thì chúng ta thấy nhìn cái lát cắt dưới thì não não như bình thường, chúng ta thấy cần phải tinh tế chúng ta lưu ý một tí, nó sẽ tồn tại một cái khoảng dính của cái thủy trạng hai bên, và không có cái đoạn trước của cái phần trước của cái liêm liêm đại não phía trước. Đó. Đây là thể nhẹ nhất của cái holoprosencephaly, đó là loạn sản vắt trong phần thần kinh thị. Chúng ta phải đi đi tìm có cái thần kinh thị bị teo rồi không có vắt trong suốt. Một cái tật nữa là tật anencephaly, chúng ta thật nghĩa là gọi là não nước. Não nước ở đây chúng ta đừng nhầm lẫn với cái từ não nước là hydrocephaly, tức là não thủy. Cái não ở đây là não nó bị nhuyễn, và nó cái phần não nó mất gần hết hoặc còn lại một phần não, và chỉ có hộp sọ với cái màng não thôi. Và đặc biệt cái này luôn luôn nhớ là hộp sọ sau thì bình thường. Thì cái này là do một cái đặc biệt cái trong cái bệnh lý nó bị tắc mạch thiếu máu ở trong cái thời kỳ bào thai trong tử cung, thì em bé nó sẽ bị tổn thương ở cái đại não, hình thành rồi nó tổn thương và nó phá hủy cái ngay từ trong bào thai. Thì cái hộp sọ cũng trên hành trình bình thường, bởi vì cái cấu trúc mạch máu tuần hoàn sau nó khó bị tổn thương hơn. Thì thường nó liên quan với cái hội chứng tọt, tức là mẹ bị nhiễm một các cái bụng con cái lúc này, tức là erysipelas, ba con mẹ đó là erysipelas cytomegalovirus và toxoplasma là trong bào thai. Ở đây một ví dụ cho thấy phần hai bán cầu đại não nó mất hết thì còn lại hồ sau, còn đây còn lại một phần của bán cầu đại não. Đây là trường hợp này nào đó, nào anencephaly một phần, và anencephaly một phần còn là phần nhu mô và nhiều dạng. Đây cũng vậy, tương tự như thế. Còn cái tiếp là một cái thoát vị não, thì chúng ta cần nhớ rằng là một cái mô não bị thoát vị ra ngoài hộp sọ thì khác với meningocele thì đó là chỉ có màng não đi ra, còn trong encephalocele thì nhu mô não đi ra. Thì cái này chúng ta cũng cần một số trường hợp như vậy là dễ, bởi vì chúng thấy kìm phần não chạy ra ngoài. Còn một số trường hợp mà cái mô não chạy ra nhưng nó bị nhuyễn đi vẫn tạo thành nước, lúc đó chúng ta dễ nhầm lẫn với cái cấu trúc là chỉ có thoát vị màng màng tùy chứ màng não chứ không phải là thoát vị não. Thì chúng ta cố gắng đi tìm cấu trúc liên quan của cái phần mô não liên quan khác với màng não. Đây có một số trường hợp nó thoát vị khó nhận ra hơn ở chỗ là nó đi ngay ngay thoát vị, thay vì thoát vị theo hộp sọ của các cái vòm sọ trên phía trên thì nó lại đi xuống theo cái phần của hộp sọ giữa. Như đây là một cái thoát vị não theo lộ khuyết ở cái hố thái dương bên trái, nó khuyết cái mô não xuống phần của hộp dưới thái dương. Cái meningocele thì là khác, là chỉ có phần màng não và có dịch não tụy bao phủ đi ra khỏi hộp sọ. Kế tiếp trình bày tiếp là các cái rối loạn di trú neuron. Thì như chúng ta đã biết thì là cái dị dạng này nó bất thường liên quan tới cái quá trình di chuyển của các neuron để xếp lớp từ cái lá mâm của cái lá mâm ở vùng ở màng não thất, nó sẽ di chuyển về phía các cái tấm ở vỏ não thì nó sẽ xếp thành 6 lớp tấm vỏ. Như vậy thì khi một sự can thiệp, một sự dừng lại bất thường của các cái tế bào neuron này khi quá trình di chuyển trong bào thai nó dừng lại ở vị trí nào thì chúng ta sẽ có các bất thường liên quan đó. Như vậy với cái lỗi di trú neuron này nó liên quan tới cái giai đoạn di trú ở tuần thứ 6 cho đến tháng thứ 5 của thai kỳ. Thì khi di trú thì tùy theo cách di trú mới đầu, nếu nó đi mà nó nằm ở lại ở màng não thất thì chúng ta có lạc chỗ chất xám ở thành não thất. Nếu chúng ta di trú ra ở giữa chân của chất trắng thì chúng ta có lạc chỗ chất xám ở gọi là dạng dải băng với như hình ảnh của vỏ não kép.
nó di trú ra đến gần phía dưới vỏ thì chúng ta có lạc tổ chức xám dưới vỏ, và khi di trú ra được ngoài tới vỏ não thì nó sắp xếp lại sai lệch, thì chúng ta có sắp xếp thức quần và não sai lệch bằng cách không hình thành các khối não, và khối não nó bị dày đi thì chúng ta có não láng hoặc là não hồi não dày và không có hồi não. Nó khi sắp xếp một cách mất trật tự theo hướng nhiều cái hồi não nhỏ thì chúng ta có polymicrogyria, nó sắp xếp mà nó di trú và nó tạo ra một cái khe nứt từ não thức cho đến vỏ não, thì chúng ta có cyanocephaly gọi là tật nứt não, và nó sắp xếp hỗn loạn và nó làm nhiều neuron, quá nhiều neuron, nó làm bán cầu nó lớn lên thì chúng ta có lớn nửa bán cầu, thì cái này gọi là dư cái neuron quá nhiều, nó di trú ra, nó phát sinh hình thành nó quá nhiều, tất cả nào chúng ta quá nhiều neuron, cho nên nó mà nên neuron này nó cũng có chức năng như vậy, neuron của chúng ta để tư duy, mà neuron này là neuron bất thường, nó dễ gây kích hoạt quá trình động kinh và các bất thường về tâm thần kinh. Chúng đầu tiên thì chúng ta nhìn xét một cái cách di trú đầu tiên là khi cả cái lá mầm ở màng não thất nó di trú bị dừng lại, một số neuron nó dừng lại, nó tạo thành các cái nốt chất xám ở màng não thất, thì chúng ta có lạc sổ dưới màng não thất. Khi nó di chuyển tới cái dừng lại ở quanh cái ở chất trắng sâu thì tạo thành dần dài, thì chúng ta dạt dày băng. Và như vậy chúng ta chẩn đoán cái này chúng ta dựa vào cấu trúc đó tương đương với tín hiệu chất xám trên các tủy sống. Trên các tủy sống nên dần dài tương đương chất xám các tủy sống. Khi di trú ra thì chúng ta có ở phía hồi não ở dưới vỏ, thì chúng ta có thêm, như vậy chúng ta sẽ có là chất xám dưới vỏ khu trú. Như vậy cái này người ta kêu là giống như là dư cái hồi não ở nằm lạc chỗ sâu ở trong trong cái chất trắng. Thì với cái dạng nốt này, các anh chị cần lưu ý chẩn đoán phân biệt với bệnh lý sơ cứng não cũ. Thì trong sơ nốt sơ cứng não cũ nó khác biệt là gì? Là nốt vôi hóa và có thể bỏ thuốc. Trong khi nốt chất xám này thì chỉ là chất xám mà thôi, tương đương chất xám thôi. Đây ví dụ cái dạng nốt và nó dày đặc hơn thì nó tạo thành một cái dạng sạc bám sạc ôm quanh cái thành não thất này, đặc biệt thì nhiều chứng sập cái này là đồng kinh. Đây ví dụ như thế, hình ảnh tương tự rồi. Đây một dàn nốt, một nhỏ hơn dàn nốt rồi. Cái dàn dạy băng này thì đó các anh chị thấy, nhiều khi chúng ta quan sát và chỉnh cửa sổ sao cho nó để thấy được cái độ tương phản cái chất trắng chất xám. Thì đây là với kỹ thuật spinoco thông thường thì chúng ta thể cảm thấy, nếu cái đó mà ở đây hình ảnh thời xưa cách đây hơn khoảng năm gần 20 năm rồi, thì thời đó mãi một trạch la của chúng tôi, cho nên không có những cái hình ảnh mà có cái kỹ thuật 3D như hiện giờ. Nếu có kỹ thuật 3D thì hình ảnh này sẽ rất đẹp. Thời đó chỉ có hình ảnh trên một cái hai flash thông thường. Đấy. Bởi dùng khi nhưng khi dùng kỹ thuật Iverson Recovery trên một này thì chúng ta thấy cái phân chất xám nó cũng có cái độ tương phản. Đây cũng một ví dụ khác ở trong sách, thì chúng ta cũng thấy hình ảnh tương tự với kỹ thuật 3D, chúng ta dễ thấy hơn. Đây là một dạng lạc chỗ chất xám dưới vỏ khu trú. Rồi, nhiều dạng. Đây, dưới vỏ khu trú, các anh chị quan sát thành quen khi chỉ thấy những cái đám bất thường có nhiều chất xám nằm ở phía ở chất trắng cần chuyển bỏ. Một nhóm cái tiếp là cái não láng, thì cái này nó nhiều dạng, chia ra thì cái nặng nhất của hẳn là não láng toàn bộ đi cái hình số 8 kinh điển, và các là dạng dày vào não, thì chúng ta cố gắng phân biệt cái giữa cái dạng dày hồi não này với polymer khác biệt thì cũng có cách để phân biệt với nhau. Đây là não nó láng, các hồi não không hình thành ở đây, chỉ có hình thành bằng các cái rãnh ở phía rãnh ở phần bên thôi, trong khi toàn bộ các cái hồi não nó toàn một khối và nó dày. Có thể người ta chia thành các cái đồ đồ 1, đồ 2, đồ 3, đồ 4 tùy theo cái cấu trúc quần não nó hình thành nhiều hồi hay ít thôi. Hình ảnh cổ điển thì não giống như trường hợp này, đây là một cái não mà gần như không có cái rãnh não nào cả, cái cuộn bộ não nào cả. Đây là dạng khác có hình thành cả một cái cuộn
nhóm cái là loang xạ vỏ não toàn bộ, cái vỏ não nó dày và có thể thay đổi tín hiệu, thì nó là gọi là loang xạ vỏ. Với thực đa hồi não nhỏ thì chúng ta cần quan sát thấy cái hồi não nó khác với dạng dày hồi não thì nó mỏng hơn, nhưng các hồi não này nó tạo ra nhiều cái cuồng nếp nhăn cuồng vào não nhiều hơn. Đồng thời cái bề mặt não nó cũng đều và bề rạch não nó càng vào phía ở ranh giới giấc sáng trắng thì nó cũng có cái phần không đều khác với cái độ dày của cái basidia, nó dày hơn và nó đều hơn. Thì độ rộng của vỏ não thì nó nhỏ hơn basidia thì thường 5-7 ly so với basidia là trên 8 ly và chúng ta cắt mỏng. Thì đặc biệt trong cái polymicrogyra này đa phần chúng ta hay gặp cái hội chứng polymicrogyra là đối xứng hai bên. Đấy. Ở đây là một cái hình ảnh basidia của chúng tôi, rồi đây hình ảnh của mà một cái polymicrogyra nó nằm ở các cái vùng trán và vùng đỉnh hai bên. Chúng ta quan sát thấy có rất nhiều cái hồi não nó nhỏ, nó lăn tăn. Và đặc biệt thường mấy cái bức thường đối hai bên này thì hay liên quan tới bức thường cấu trúc của vỏ não, thì đặc biệt là hai cái rãnh mà nó bị tác động đó là rãnh Sylvian và rãnh Rolando. Với cái cuộn đây trường hợp này là cái rãnh Sylvian nó bị bất thường thì chúng ta có các cuộn vỏ não nó xoay quanh, nó bất thường quanh cái rãnh Sylvian mà nó kéo dài lên tới ở các cái hồi não trán. Đây bất thường ở quanh rãnh Sylvian. Một cái khác là một cái não nó lớn, một bán cầu thì thường cái bán cầu đó nó lớn và nhiều cái bức thường đi kèm. Bức thường đó là gì? Bức thường thứ nhất là các cái tật mà hồi nãy chúng ta có như là poly basidia hoặc là lissancephaly thì thỉnh thoảng nó đi kèm theo và lạc chỗ đi sao nó cũng có kèm theo. Ở đây trường hợp này nó có đi kèm theo các cái nhuyễn chất trắng quanh não thất nữa. Tật kế tiếp là tật nứt não. Thì đây là một cái rối loạn cũng thấy cũng hiếm, nhưng thực sự ở đây chúng ta gặp cũng không cũng, cũng phải là đến mức hiếm lắm. Thì nó tồn tại một cái khe nứt được lọc chất xám đi từ não thất và đến phía vỏ não. Bởi khe nứt này thì nó bọc quanh bởi các cái chất xám bị bất thường về di trú, đó là polymicrogyria hay gặp và có thể có đi kèm là chỗ chất xám nữa. Thì có hai kiểu: một khi cái khe nứt này chúng ta không thấy, không xác định luôn, nó không thấy cái đường dịch nào tùy và chúng ta chỉ thấy có cấu trúc bất thường của cái chất xám trào đi đi theo, thì chúng ta có cái close lip và một cái kiểu hở thật là cái có sự thông thương rõ rệt, có khe dịch não tụy thông thương ở não thất và vỏ não và cần có một bên hoặc hai bên. Và nếu có một cái dấu hiệu để chúng ta nhận diện trong trường hợp mà khó, đó là trường hợp tật nứt não mà thể kín, thì chúng ta tìm dấu hiệu người ta gọi là dấu hiệu lủng đồng tiền của thanh não thất, vesicle dimple đi. Cái dấu hiệu này thì nó có theo hướng khe nứt, thì não thất nó sẽ bị kéo lõm theo hướng của khe nứt và nó đi theo kiểu theo quanh đó là những cái bức thường chất xám đi kèm. Đây chúng ta có dù đây, cái ca này là một cái ca mà vừa có cả hở vừa kín, thì ở kiểu mũi kín thì chúng ta chỉ thấy cái cấu trúc chất xám bất thường và có sự biến dạng cái thanh não thất bất thường. Ở đây chúng ta có một cái dạng kín mà gọi là dấu dimple. Dimple này thanh não thất mà thất nó biến dạng kéo theo cái này là như vậy, thì kiểu mũi kín trong cái kiểu này hở. Cái dấu hiệu dimple này cũng chúng ta cũng gặp ở nhất là ở phía sát quanh xương chồng, thì nó gặp trong một số trường hợp mà người ta gọi là nhuyễn chất trắng quanh não thất thì cũng có biến dạng như thế. Thì đương nhiên khi nhuyễn trắng quanh não thất thì bất thường tín hiệu dạng nhuyễn não nó cũng có đi kèm theo. Còn ở đây cái dấu hiệu lủng đồng tiền này nó chỉ có cái chất xám bọc quanh thôi. Đây đôi lúc dù khi chúng ta không tìm cái khe mà thấy có một cái điểm cái vùng nhẫn của cái đường chất xám nó nhẫn sâu vào trong cái thanh não thất này cũng là một cái để chúng ta chẩn đoán phân biệt với chẩn đoán cái mũi kín. Nó khác với khi chúng ta nhem sẽ lạc chỗ chất xám dàn nốt dưới thanh não thất. Cho dù dọc trên nốt thì cái thanh não thất nó cũng bị biến dạng rõ rệt, không biến dạng theo kiểu thằng nhũ như thế này.
Đấy. Như vậy chúng ta cố gắng tái tạo những cái hướng cắt nào đó sao cho chúng ta có thể tìm thấy được cái hướng đi của một cái dải chất trắng, à, chất xám nó đi từ vỏ não cho tới thành não thất. Đây cũng những cái kiểu mới hở rồi. À. Và một số trường hợp chúng ta cần chẩn đoán phân biệt với nhiều người, một số các cái bằng không kinh nghiệm thì có thể nhiều khi lầm lẫn một số trường hợp nó bị cái tật nang lộ não, tức là bệnh nhân nó bị cái nhuyễn não trong bào thai nó tạo ra cái nang và cái nang đó nó thông với não thất, chúng ta dễ đôi lúc bị đọc nhầm thành cái tật nứt não kiểu mô hở, nhưng thực sự đó là cái nang. Thì điều bí quyết để chúng ta tìm là gì? Cái xung quanh của cấu trúc nang ở cái tật nang lộ não là không có lớp lót chất xám, cấu trúc chất xám, mà chỉ có những cấu trúc liên quan tới tăng sinh mô tăng sẹo tăng sinh thần cái đệm là tăng tín hiệu trên flare đi truyền quanh đó thôi, chứ không có là cái cấu trúc chất xám được lọc bình thường. Đây là cái key để giúp chúng ta chẩn đoán giữa những cái đó. Đây là những cái kiểu cho chúng ta đi tìm. Số trường hợp thì nó rất là làm như vậy này, thì chúng ta cố và nhầm về cái nang lộ não, ở đây trường hợp này là một cái Sayers-Valley, thì chúng ta sẽ tìm cái chất xám nó bọc quanh nó. Các cái nhóm bệnh kế tiếp là nhóm bệnh thần kinh da di truyền, thì đây là một cái biến loạn các được định nghĩa là các bệnh nhân có bất thường di truyền, các cái đột của liên quan các gen mà bẩm sinh từ trong bào thai thì sinh ra các tổn thương ở thần kinh và ở da, thì có phức hợp gồm có bao gồm luôn luôn có những tổn thương liên quan tới thần kinh và đi kèm theo tổn thương ở da, thì các bốn bệnh phổ biến chúng ta thấy gặp đó là thứ nhất là xơ cứng cụ, thì hiện nay người ta gọi là phức hợp xơ cứng cụ, cutoperoscleritis complex. Cái tiếp là chúng ta có cái hội chứng Schreiber, thứ ba là chúng ta có các hội chứng đau sợi thần kinh, thì có tiếp 1 và tiếp 2, neurofibromatosis tiếp 1 và tiếp 2, và cái thứ tư là bệnh von Hippel-Lindau. Von Hippel-Lindau tức là các nhiều cái hemangioblastoma lạc tố vân vân, chúng ta sẽ lần lượt sẽ phân tích những cái nhóm bệnh này với các hội chứng này. Đầu tiên là cái xơ cứng cụ, thì chúng ta có về mặt lâm sàng chúng ta có 8 chứng VOD, thì chúng ta thấy các cái nevi ở mặt, các cái nevus ở mặt là các cái chấm 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 mùn mùn giống như mùn nước bằng bằng màu đỏ ẩn 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 ở chủ yếu tập trung ở viền hai bên cạnh mũi và hai ở bên ở vùng mặt, phân bố thì hai bên cạnh mũi đến vùng mặt. Thứ hai là nó có cái đó cái mặt rất là đặc trưng có đồng kinh, thứ ba có đi kèm khiếm khuyết tâm thần. Thì những cái biến đổi của cái bệnh xơ cứng cụ thì ngoài ở não ra thì nó sẽ còn là nó có tổn thương nào thì chúng ta sẽ gặp, thì chúng ta sẽ gặp nhiều tổn thương ở da, tổn thương ở thận vân vân, rất là nhiều nơi ở trong cái cơ thể. Nó có tới một cái danh sách cực dài và có thể có nhiều cái mà AML thận là tức là angiomyolipoma thận hai bên, đôi khi có những cái ung thư thận luôn hai bên luôn, vân vân, rất là nhiều. Thì chúng ta cố gắng bằng các bạn tìm lên nó sao trong cái danh sách vẫn có một hồi gọi là hồi sơ cứng cụ để tập trung những cái người, những gia đình, những người có bệnh để người ta trao đổi với nhau như vậy. Thì với não thì nó có cái gì? Chúng có đầu tiên là có các cái bất thường kiểu lạc chất xám và kiểu hamartome, tức là các cái mô thừa tập trung và ở những cái chỗ bất thường. Rồi sau đó chúng ta có các cái cụ vỏ não bằng cách những tổn thương vỏ não và chất trắng dưới vỏ rải rác ở hai bàn cầu. Rồi đặc điểm thứ hai ở cái kế tiếp đó là các cái nốt dưới màng não thất, gần như 100% bắt buộc chúng ta phải tìm ra. Và cái dạng não thất có cái u đi kèm đó là u sau bào tế bào khổng lồ dưới màng não thất, thì thường tập trung ở vị trí là lỗ lỗ mông rô. Ở đây cái nốt vôi kinh điển, đứng trước những cái nốt vôi này thì chúng ta phải đi tìm xem các cái cụ vỏ não là các bất thường ở các cái vỏ não rải rác, thì chúng ta mới chẩn đoán thành bệnh xơ cứng cụ.
Ở city thì chúng ta khó tìm, nhưng cộng tư thì dễ dàng tìm. Ngược lại, cộng tư thì khó phát hiện vôi, những cái nục vôi tinh tế hơn city. Ở đây chúng ta sẽ tìm nục vôi này. Cần phụ lưu ý ở em bé, chúng ta cần phân biệt cái đóng vôi của thanh não thất trong cái bệnh CMV, tức là bệnh cytomegalovirus bào thai, nó cũng đóng vôi thanh não thất. Tuy nhiên, cách đóng vôi của nó là đóng vôi liên tục của cái thanh luôn, chứ không thể đóng vôi dần nốt rã như thế này. Ở đây, như vậy chúng ta sẽ hệ thấy có một cái nốt, các nốt bất thường ở thanh não thất, thì chúng ta đi ráng đi tìm các cái cụ vỏ não. Đây là những cái cụ vỏ não như thế, và chúng ta sẽ chẩn đoán được một cách dễ dàng. Ở đây nốt thì nốt này tín hiệu thế nào, thì nốt này chúng ta có là tín hiệu vì vôi, cho nên tín hiệu bất kỳ, thì thông thường nó tín hiệu cao T1 thấp trên T2, tuy nhiên nó có thể có nhiều dạng và tín hiệu nó cũng thấp cả T1 T2. Và cái nốt vôi chúng ta tìm những cái bạn cửa thành ở này, nhiều khi rất là mơ hồ kín đáo, chúng ta cố nỗ lực đi tìm những cái cấu trúc này trong bệnh sơ cứng cụ. Đây là một cái u sao bào tế bào khổng lồ dưới màng não thất, thì cái u này có đặc tính gì gần giống như một cái nốt thanh não thất, mà nó đều bắt thuộc rất là mạnh, và nó gây có thể ở lỗ mông rô, gây lân dạng cục bộ của cái não thất bên. Cái đấy chúng ta có cái hội chứng Stoiber. Hội chứng Stoiber thì chúng ta có cái hình ảnh gì, là chúng ta có đầu tiên là có thể teo não một bán cầu đi kèm với các u mạch máu màng mềm ở màng mềm, rồi các cái u ở mạch máu ở đằng rồi mạch mạc, rồi có các cái u mạch ở da là liên quan tới dây thần kinh 5, là nhánh dây thần phân bổ trên kinh 53 ở vòng quanh cái hốc mắt, vân vân. Thì chúng và như vậy trên CT thì các cái teo não nó đi kèm với cái đóng vôi của cái cuộn vỏ não này, hình ảnh rất kinh điển. Ở đây chúng ta gặp một cái ca mà dễ bị nhầm, thì ca này chính là nó bị luôn cả hai bên, chính vì bị hai bên và teo não, và khi tiêm thuốc vào nó bắt thuốc nhìn về cái này. Trong những năm đầu khi chưa có kinh nghiệm thì chất độc dầm thành cái viêm màng não bắt thuộc màng mềm rải rác như vậy, độc viêm màng não. Nhưng thực sự khi chúng ta quan sát và biết được thì cái đám nội mạch mạc cũng rất là lớn và bắt thuộc rất là mạnh, và cả cái xoang tĩnh mạch nó cũng có thể lớn. Một cái nhóm nữa thì là neurofibromatosis thì có tiếp một, thì còn gọi là bệnh Von-Recklinghausen. Thì cái bệnh này nó có rất nhiều tổn thương, và thường trong các giữa N1, F1 và F2 thì nó khác biệt là Von-Recklinghausen là ưu thế ở phía ngoài da hơn là các u trong nội sọ, trong ống sống và trong sọ, tức là u nó phơi bày ở ngoài da, các cục u sợi thần kinh nó nằm cục 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 ở ngoài da nhiều hơn. Thứ hai, đi kèm các u nội sọ thì cái u kinh điển đi kèm đó là gliom của thần kinh thị, thì nó u cái thần kinh thị mà u thần kinh đệm của thần kinh thị, nó đi theo đường đi thần kinh thị và giao thoa thị. Đấy, như vậy u này cũng có thể tự tiêu biến theo thời gian, chứ không phải là nó là phát triển tăng lên, nó có một số trường hợp nó tự biến mất. Thì một số cái trường hợp như vậy đặc biệt là gọi là N1. Chẩn đoán cái này không có khó, mà chúng ta nhìn thấy tổn thương bắt thuộc mạnh đi theo đường đi dây thần kinh thị và không tìm thấy cấu trúc của thần kinh thị nữa, và nhưng mà mù mắt luôn. Nó có khi nó hướng theo cái giao thoa về phía dạ thị. Một cái bất thường khác liên quan tới cái loạn xạ xương bướm là cũng của bệnh lý nào đó. Nhiều cái u sợi thần kinh khắp nơi ngoài da cho đến vào trong cuộc sống. Đây nhiều u sợi giống như hình ảnh của cái xúc xích, xúc xích. Bởi NF2 thì nó việc tắt thành chữ người ta gọi là hội chứng MISMI, thì gồm có nhiều u bao dây thần kinh schwannoma, nhiều u màng não, rồi nhiều cái u màng ống nội tụy. Nó khắp phân bố sâu ở trong ống sống cũng như trong mà trong sọ não. Đầu tiên thì chúng ta tìm các cái u dây thần kinh số 8 là ascutis guanum, nó nằm ở ống tay trong, thì thường nó có thể to hoặc nhỏ tùy, và nó bị thường bị hai bên là chiếm từ 50 đến 60%.
hai bên, hình ảnh cây kem điển hình. Rồi thứ hai là nhiều cái u màng não rải khắp ở trong nội sọ. Đây ví dụ nhiều u màng não, đây là hình ảnh kinh điển. Rồi u màng ống nội tụy. Đến cái phần dị dạng thì chúng trình bày ở trong bức thường của bệnh lý mạch máu não rồi, hôm nay không trình bày ở đây, anh chị bỏ qua. Này chị, vì nằm trong phần bức thường bẩm sinh thì phải đi theo thôi. Như vậy thì tóm lại chúng ta có nhiều cái, rất là nhiều cái bức thường bẩm sinh não mà các anh chị phải đọc thêm, mà thực sự điều ca rất khó để chẩn đoán. Ví dụ như những cái bức sàng như giảm sàng hoặc là teo, là cầu cuộn não cũng vẫn nhiều thứ lắm, nhưng mà vì bệnh nó hiếm và ở các bệnh địa gặp ở nhi khoa, thì các anh chị nào nếu có đam mê về chuyên ngành lĩnh vực thần kinh nhi khoa thì chúng ta có thể cần tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa. Và như vậy với cộng tư hiện nay thì giúp chúng ta có thể chẩn đoán khá được nhiều cái bệnh và tái tạo được nhiều cái hướng cắt, cũng như chúng ta có thể trải cái mô não thành một cái mặt phẳng được. Và cái MRI hiện nay không chỉ là chẩn đoán mà nó còn cho tìm hiểu biết sâu về phân loại sinh lý bệnh của các dị dạng não này, đặc biệt là các cái rối loạn di chuyển neuron. Bài hôm nay thì chúng ta cần phải biết thêm một số các cái phát hiện của thức cận đặt. Cái này là kỹ năng thần kinh. Các anh chị nào mà nếu không còn đọc nhiều, phổ cập nhiều thì đôi lúc chúng ta sẽ bối rối, phải thực hành nhiều chúng ta mới giúp chúng ta chẩn đoán được các cái bệnh lý này một cách dễ dàng hơn. Xin cảm ơn lại ở đây.